Chương trình liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới hợp tác sáng tạo được tổ chức trực tiếp tại 5 điểm cầu chính là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 điểm cầu quốc tế là Pháp và Hàn Quốc. Đảm bảo an toàn cho người dân, bài học kinh nghiệm quý giá từ bão Noru. Nhiều tân sinh viên Đại học Huế dính bẫy lừa đảo đặt cọc tiền thuê trọ trên mạng xã hội. Phóng sự cảnh báo trong phần sau chương trình. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 1 tháng 10. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Huế Ngày Mới. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Sáng qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Văn Phương, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục duy trì với đà phục hồi rất tốt. Trong tháng 9, lượng khách du lịch tăng 10 lần và doanh thu du lịch tăng 20 lần so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, khách du lịch ước đạt 1.511.000 lượt, gấp 2,4 lần và tổng thu từ du lịch ước đạt 3.334 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 919 triệu đô la Mỹ, tăng 7,7% và đạt 81,3% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định hiệu quả, với chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 8,4% so với cùng kỳ. Về ảnh hưởng cơn bão số 4, theo thống kê bước đầu, tỉnh Thừa Thiên Huế đã không có thiệt hại về người, có 8 người bị thương, 6 nhà bị sập hoàn toàn, 419 nhà bị tốc mái, 114 hecta hoa màu, 3 hecta cây ăn quả, 30 hecta cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng, 585 cây xanh bị đổ ngã, khoảng 3.245 mét bờ sông, bờ biển bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng. Sau khi bão đi qua, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp về các địa phương kiểm tra nắm tình hình, tổ chức cuộc họp với các sở ngành địa phương để nghe báo cáo tình hình và bàn các giải pháp khắc phục, hỗ trợ đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Sau khi nghe ý kiến từ lãnh đạo các sở ban ngành, phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng thời gian năm 2022 không còn nhiều, đề nghị các địa phương, các sở ngành liên quan tập trung khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh và các địa phương trên cấp có thẩm quyền theo quy định. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 4, trong đó thực hiện ngay công tác hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Về các biện pháp phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai và đưa vào hoạt động các dự án sản xuất công nghiệp, tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn lớn có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới, tập trung các giải pháp quyết liệt để nhanh vốn đầu tư công, tiếp tục chỉ đạo 4 tổ công tác giám sát quản lý các dự án đầu tư để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng vốn ngân sách. Sáng qua tại huyện Phú Vang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến chủ trì hội nghị trực báo công tác mặt trận quý 3 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Trong quý 3 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Về hoạt động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội có nhiều kết quả nổi bật, đã kịp thời giúp đỡ người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Vang, từ đầu năm đến nay đã triển khai hỗ trợ xây dựng 14 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai, sửa chữa 5 nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí là 778 triệu đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, biểu dương những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong thời gian qua
và đề nghị trong quý 4 năm 2022 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tập hợp vận động quần chúng nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quán triệt, triển khai tổ cuộc vận động quỹ vì người nghèo, công tác cứu trợ, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tích cực đề xuất với cấp ủy chính quyền xây dựng bổ sung các cơ chế chính sách chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân. Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã có tổng diện tích gần 43.000 ha, trong đó đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chiếm hơn 42.600 ha, đất chưa sử dụng gần 116 ha, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp hơn 2.800 ha, đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp 37,63 ha, đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp 81,16 ha. Về phương án quy hoạch đến năm 2050, Hương Thủy tiếp tục chuyển đổi các diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với môi trường, hệ sinh thái. Trong đó dự kiến đến năm 2050, diện tích đất trồng lúa là khoảng 2.100 ha, diện tích đất trồng cây lâu năm hơn 1.300 ha, đất phi nông nghiệp cùng định hướng đầu tư mở rộng khu công nghiệp Phú Bài lên 743,47 ha, diện tích đất dành cho phát triển thương mại dịch vụ và giao thông tăng thêm khoảng 900 ha. Sáng ngày 30 tháng 9, chuỗi chương trình liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới hợp tác sáng tạo hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở tại Việt Nam đã được tổ chức trực tiếp tại 5 điểm cầu chính là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến quốc tế tại 2 điểm cầu Pháp và Hàn Quốc. Tại Thừa Thiên Huế, điểm cầu được kết nối tại Trường Đại học Khoa học Đại học Huế với sự tham gia của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Đại học Huế cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin và sinh viên các chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông của Đại học Huế. Với sự tham gia của các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo từ các điểm cầu trên cả nước, các đại biểu được chia sẻ nhiều thông tin kiến thức mới từ những tham luận về hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương, viện, trường gắn liền với nhu cầu đổi mới sáng tạo của các điểm cầu, là những địa phương tiên phong trong ứng dụng đổi mới sáng tạo mở trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương mình. Đổi mới sáng tạo mở gắn với trí tuệ nhân tạo, mở ra cánh cửa, bước ra thế giới. Cũng là tham luận của Thừa Thiên Huế tại sự kiện, qua đó khẳng định sự nỗ lực của các sở ban ngành Thừa Thiên Huế trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI trong công tác điều hành và tận dụng cả nguồn lực để phát triển trong tương lai. Chúng tôi cho rằng là việc phát huy các cái tiềm lực, nhất là tiềm lực khoa học công nghệ của các trường đại học trong các cái lĩnh vực thế mạnh của Thừa Thiên Huế thì rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm, Đại học Y Dược và một số trường đại học trên địa bàn để thúc đẩy phát triển các cái ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại hóa các cái kết quả nghiên cứu để mà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đây cũng đào tạo cho cái thế hệ sinh viên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và từ đó chúng ta giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một điểm đặc biệt trong sự kiện năm nay đó chính là việc các điểm cầu đều được tổ chức tại các trường đại học. Đây chính là dấu hiệu đặc biệt để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hình thành một hệ tư tưởng mới trong sinh viên, đưa các bạn sinh viên tiếp cận gần hơn, đầy đủ hơn với những đặc trưng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện rõ tầm quan trọng của việc xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ thông tin của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Qua những tham luận được trình bày tại sự kiện, bên cạnh những tiềm năng phát triển khởi nghiệp gắn với trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong trường đại học, nhiều khó khăn cũng được cả trường nhìn nhận rõ và đề ra hướng giải quyết trong tương lai. Ở Huế thì chúng tôi chỉ có một vài cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ và cũng chỉ bắt đầu cái khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Thành ra là sinh viên tiếp xúc với cái lĩnh vực công nghệ này thì vẫn còn khá mới mẻ và cũng chưa có được nhiều cái chuyên gia để hỗ trợ cho các em này. Bên cạnh đó cái nền tảng về hạ tầng mà phục vụ AI thì vẫn đang có những hạn chế. Tuy nhiên với những cái chuyển biến hiện nay về chính sách của tỉnh cũng như là cả doanh nghiệp, hy vọng trong kỳ tương lai gần sắp tới thì kỳ phát triển về chuyển đổi số cũng như trí tuệ nhân tạo trong ở Huế trong thời gian tới sẽ có những bước chuyển mới. Trong khuôn khổ sự kiện liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới hợp tác sáng tạo thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia,
Sở Khoa học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học cũng tổ chức triển lãm giới thiệu một số sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, nhằm mục đích giới thiệu đến cả nước về các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế và ký kết hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác, phối hợp triển khai các hạng mục, triển khai xây dựng và hình thành làng công nghệ quốc gia AI tại Huế và đề xuất đồng trưởng làng một số làng công nghệ quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế đã tăng 138% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Bằng các biện pháp kích cầu, xúc tiến quảng bá, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội, xây dựng sản phẩm mới phù hợp, du lịch Thừa Thiên Huế đang thu hút khách du lịch trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đón và phục vụ gần 1.511.000 lượt khách, tăng 138% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 102.000 lượt, tăng 443% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.334 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ. Hiện nay đang vào mùa du lịch khách quốc tế, một số thị trường khách Thái Lan, Đông Bắc Á, Châu Âu, Mỹ đang dần phục hồi. Khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có đề xuất kiến nghị các ban ngành trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 4 và đợt lũ đặc biệt lớn tháng 4, tháng 5 năm 2022 vừa qua. Theo đó, tỉnh đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai quan tâm hỗ trợ nguồn vốn thực hiện hai dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét với tổng kinh phí 52 tỷ đồng. Ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nạo vét các trục thủy đạo ở hạ lưu sông Hương, sông Bồ, sông Truồi để tăng khả năng tiêu thoát lũ, đầu tư nâng cấp đập Thảo Long ở hạ lưu sông Hương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất thực hiện dự án xây dựng mới, cải tạo mở rộng và nâng cấp hệ thống các cống trên đê ven phá Tam Giang cầu 2 để tăng khả năng thoát lũ, chống ống ngập, đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Các công trình chỉnh trị ổn định chống bồi lấp cửa biển Tuồng Ngang, Tư Hiền, cửa biển Lạch Giang, cửa sông Bù Lu, hỗ trợ xử lý sạt lở 2 km bờ biển sung yếu và dự án đầu tư hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, nâng cấp đảm bảo an toàn cho 12 hồ chứa nước và các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn huyện A Lưới, đồng thời xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Hương, bản đồ sự cố vỡ đập. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục hỗ trợ phương tiện, vật tư cho lực lượng quân đội, công an, các đơn vị và địa phương nhằm chủ động ứng cứu tại chỗ khi thiên tai xảy ra. Thưa quý vị, bão Noru vừa quét qua các tỉnh miền Trung đã để lại nhiều bài học quý giá. Với tỉnh Thừa Thiên Huế, dù thiệt hại chung không lớn so với dự báo, nhưng một số khu vực dân cư cũng đã bị tàn phá nặng nề về nhà cửa và tài sản. Có thể nói nhờ công tác chỉ đạo phòng tránh bão quyết liệt từ cả cấp chính quyền và ý thức tuân thủ cao của người dân, nên thiệt hại về người được giảm thiểu. Mùa cao điểm mưa bão chỉ mới bắt đầu và các hình thái thời tiết cực đoan luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Chính vì vậy, việc duy trì sự cẩn trọng cao độ, khả năng ứng phó linh hoạt trước mọi tình huống chính là bài học kinh nghiệm quý báu cho những đợt thiên tai tiếp theo. Bàng hoàng trở về căn nhà trống quơ đã bị tốc mái hoàn toàn sau cơn bão Noru. Bà Điệp, ở cái tuổi ngoài 80, chỉ còn một con mắt khi tỏ khi mờ. Không thể tin rằng mình đã thoát chết trong đêm kinh hoàng đó khi cơn lốc quẹt qua thôn làng. Thôn Khánh Bị, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang là vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão Noru vừa qua, với khoảng hơn 68 ngôi nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn. Nhờ làm tốt công tác sơ tán dân trước bão, những người yếu thế như bà Điệp được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thiên tai. Con người là con của, là cách mà những người dân đã quá quen với thiên tai, địch hòa, vẫn động viên nhau sau cơn bão dữ. Trước bão, chính quyền địa phương nhà mà giúp đỡ đi chơi đi trang sống nhà giờ là mới bảo vệ tỉnh nàng. Nếu mà không địa phương mà không đi chơi là không việc chuyện chi xảy ra. Chúng tôi thì trước khi đã nghe thông tin thời tiết thì chúng tôi đã chuẩn bị được rồi. Đến mức độ mà tới nơi chuẩn bị bão thì chúng tôi sẽ là di dời từng những hộ mà có neo đơn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ những nhà mà coi như là không là đủ bảo đảm cho cái bão, cho nên chúng tôi phải là bố trí cho từng nhà là để mà đi từng người để dắt tới cho họ là để tới nhà để cho họ là ẩn nấp trong thời gian là bão lụt. Siêu bão Noru, cơn bão được đánh giá có cường độ mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, đổ bộ trực tiếp vào miền Trung nước ta, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.
tư nhân bằng những dự báo chính xác, kịp thời, Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai những biện pháp ứng phó. Trong đó, công tác di dân, sơ tán dân tại các khu vực xung yếu dễ bị tổn thương là ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Kết quả là 12 tiếng đồng hồ trước khi bão đổ bộ, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành di dân với hơn 14.000 hộ dân, với khoảng 47.000 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão lũ lụt được dân đến nơi an toàn. Như vậy, thiệt hại về người trong cơn bão mạnh đầu tiên trong năm là không đáng kể. Ở trên địa bàn của toàn xã thì đã là di chuyển các cái hộ ra cả neo đơn, ra cửa không đảm bảo là có 48 hộ với 132 khẩu đến các cái hộ liên kề để đảm bảo. Thì ở tại cái đơn vị của Khánh Mỹ này thì là có là 5 hộ với 7 khẩu đã chuyển đến cái nơi được an toàn. Do cái sự mà lãnh chỉ đạo cũng như là cái sự quan tâm động viên của ở xã, ở thôn thì cũng bà con đã di chuyển, do đó cái vấn đề về cái thiệt hại của con người tại của hai thôn mà cái cơn lốc trong cái cơn bão số 4 đã đi qua thì đến hôm nay thì không có thiệt hại tính mạng về người. Việc chấp hành biện pháp di dời một lần nữa thể hiện tính đúng đắn và là bài học kinh nghiệm trong những đợt thiên tai tiếp theo để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, và điều quan trọng nhất không có gì khác, đó chính là mạng sống của mỗi chúng ta. Tiếp tục với những thông tin khác, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá rủi ro nơi làm việc và triển khai hoạt động tăng trưởng xanh theo kế hoạch 57 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai hướng dẫn quá trình xác định các mối nguy hiểm, rủi ro trong quá trình lao động sản xuất. Dịp này, các đại biểu cũng được phổ biến thông tin về các nội dung liên quan đến hoạt động tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, xanh hóa sản xuất, qua đó nâng cao nhận thức về vấn đề tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu chi phí, hướng đến bảo vệ môi trường bền vững. Buổi tập huấn lần này đã góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở và an toàn vệ sinh viên để phù hợp tốt hơn với quản lý các doanh nghiệp. Qua đó thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao vị thế của công đoàn cơ sở. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Hơn 160 đại biểu làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh được các báo cáo viên truyền đạt nhiều kiến thức liên quan đến công tác như những vấn đề lý luận về kỹ năng truyền thông bình đẳng giới, các kỹ năng cơ bản trong truyền thông như kỹ năng thuyết trình, tổ chức sự kiện, viết tin. Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến pháp luật và chính sách về bình đẳng giới. Lớp tập huấn lần này là một trong những chương trình trong chuỗi các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên của ngành, Sở Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ nâng cao cho nhân viên các khách sạn trên địa bàn. Hơn 150 nhân viên ở các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp của cả khách sạn ở thành phố Huế sẽ được các giảng viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế tập huấn nghiệp vụ nâng cao trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Tại đây, các học viên bộ phận lễ tân khách sạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng nghề, cách cung cấp các dịch vụ cho khách, cách tổ chức thực hiện đào tạo nghiệp vụ lễ tân cho nhân viên ở khách sạn mình. Các học viên buồng, nhà hàng, bếp khách sạn được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, cách xây dựng các quy trình tiêu chuẩn, các kỹ năng phục vụ, đồng thời được hướng dẫn cách xây dựng mẫu bài huấn luyện cho nhân viên tại khách sạn mình. Qua khóa tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ này, các học viên sẽ được nâng cao kỹ năng nghề và có thể đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ khách trong ngành du lịch. Thời điểm này, nhu cầu tìm phòng trọ của sinh viên Đại học Huế là rất lớn. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của sinh viên và người nhà, nhiều đối tượng đã giả danh là chủ trọ đăng tải nội dung cho thuê phòng trọ trên các nền tảng mạng xã hội để lừa tiền đặt cọc. Chiêu thức lừa đảo tuy không mới nhưng đáng tiếc là do thiếu cảnh giác đã có nhiều trường hợp sinh viên dính bẫy. Phản ánh của phóng viên thời sự. Và Huỳnh Ngọc Hân, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế đến từ Bình Định. Do gấp gáp tìm phòng trọ để vào năm học mới, em Hân đã bị một đối tượng lừa đặt cọc tiền trọ qua mạng Facebook. Với thông tin phòng trọ có đầy đủ tiện nghi, lại gần ngay trường học, nên Ngọc Hân dễ dàng bị lừa bởi đối tượng giả danh chủ trọ này. Em có hỏi chị là giờ em qua xem phòng được không, thì chị có bảo là
Hôm nay chị về nhà chồng rồi, có gì thì mai em qua xem giúp chị với. Xong em cũng ok chị, xong chị mới bảo em là nếu mà em cảm thấy được mà muốn giữ phòng thì chuyển khoản cho chị trước, chuyển cọc để chị giữ phòng cho em. Em mới chuyển cọc. Em cũng cảm giác là không đáng tin cho lắm, nhưng mà vì tình thế bắt buộc là mình phải kiếm em trọ nào đó để mình đi, nên em phải lựa chọn là chuyển tiền trước. Gọi số chị đưa cho em, nhưng mà có đổ chuông nhưng mà không ai nghe máy cả. Em nhắn tin thì chị chặn em. Không chỉ Ngọc Hân mà nhiều sinh viên cần tìm trò cho năm học mới cũng gặp tình cảnh tương tự. Các đối tượng thực hiện theo hình thức gia nhập vào các trang mạng xã hội cho thuê phòng trọ, lấy cấp thông tin từ các chủ trọ thực tế để đăng tải nội dung phòng trọ. Sau đó sẽ yêu cầu bên thuê phải đặt cọc trước 50% hoặc một số tiền tương ứng để đến xem phòng. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng này sẽ tiến hành chặn số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội của người muốn thuê trọ. Người ta sẽ tìm những cái trọ, những hình ảnh trọ trên mạng rất là đẹp, giá thì rẻ. Sinh viên thấy kiểu mới vô, mình mới vô nè, thấy rẻ đó là mình chọn. Cái người ta kêu đặt cọc trước, xong mình cứ cọc cho người ta đa phần dễ bị dụ chỗ đó. Tôi thấy cái vấn đề đó là cần phải lên án. Đó là những cái mà đó là cái hành vi lừa đảo, lợi dụng những cái nơi thuê trọ để mà lừa đảo các em sinh viên. Tôi theo cái bản thân tôi là một người thuê trọ, đó là một hành vi lừa đảo không cần phải lên án và ngăn chặn kịp thời để cho những cái em sinh viên khỏi bị mắc bẫy. Đây là một hành vi lừa đảo không mới tại các tỉnh thành trên cả nước, nhưng thời gian trở lại đây lại xuất hiện trên địa bàn thành phố Huế. Điều này cho thấy sự biến tướng của hành vi này. Trước những cạm bẫy thuê phòng trọ, các bạn tân sinh viên nên trực tiếp đến địa điểm mình muốn thuê để tìm, tránh thông qua các bên trung gian. Những bài đăng trên các hội nhóm chỉ mang tính chất tham khảo. Đồng thời, tân sinh viên có thể liên hệ với phòng công tác sinh viên, đoàn thanh niên của trường mình sẽ học tập để được hỗ trợ. Hiện tại đã có rất nhiều trường đại học cao đẳng tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các em ổn định nơi sinh hoạt. Có thể thấy thì số tiền 100 hay 200 nghìn có lẽ là một số tiền không quá lớn đối với một người bình thường, nhưng nó lại là mồ hôi, nước mắt của những bậc phụ huynh nghèo có con em là tân sinh viên. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc là đặt cọc tiền trọ thì các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý và ngăn chặn những hành vi trái đạo đức như thế này. Phần cuối như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 31-33 độ, thấp nhất từ 24-25 độ, độ ẩm phổ biến toàn vùng từ 81-85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5, sóng biển cao 0,5-1,5 m.